Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi cho mọc. Nhưng mà thì em còn đang muốn là con gái thôi. Thì em đi. Thì đi lừa trai thôi. Kiểu như là Mình hóa thành con gái rồi. Không phải thành hẳn con gái luôn đâu nha. Anh hẳn lên thì em không thích đâu. Em vẫn thích làm con trai. Mày là thích lừa trai con gái. Đúng rồi đấy, kiểu em thích thế. Đừng sợ này. Mạch gà cái, ôi chạy. Em chẳng bao giờ cái trò đấy đâu. Ôi hết ổ. Ấy chạm củ của bà đấy đi. Quay ra thử. Củ sang điện thoại bà đấy quay đấy. Nó. Cầm luôn. Bà lấy cắp chân lên con tay tự tìm lấy khác. Đúng rồi. Các bác phục vụ cho được. Mình cũng có chân có tay nên là mình mới đi lấy của bà đấy đấy, đúng không? Mình cũng có chân có tay mà nên là mới phải đi lấy của bà đấy thôi. Nhưng mà kiểu như là mới đầu nhá. Cái bà ấy bảo là chạy cho họ của em. Ông không biết luôn. Ừ. Họ kiểu bên nhà ngoại nhà em ấy. Mới đầu không biết luôn. Sao gì vậy? Tưởng như là mấy lần trước ấy, nhìn tất nhiên. Đúng rồi. Cũng họ Nguyễn hết mà. Nhà em ai cũng không Nguyễn. Đây là mình đây là. Nếu Nguyễn nửa Hoàng đúng không? Nhà ta là nhà thì là Nguyễn rồi nhưng mà lấy gì chứ? Lấy là nhà Nguyễn ai lấy nhà Hoàng hoặc là cái gì đấy đúng không? Mẹ ta là nhà Nguyễn, mẹ ta là nhà Hoàng nha. Một cô lớn thì là nhà Đinh. Cô thứ hai là họ Phan. Cô nữa thì là họ gì nhỉ? Họ Màng hay sao? Thảo phải nhau mà. Có hai cô kia lại nhất thì một người cho họ Phan. Thế nhiên là đấy là hai cái bà đấy. Không, đáng chứ là họ Phan là không phải là ấy đâu. Nhưng mà là khi mẹ quét đấy ra thì làm ăn thế nào thì lại quen quen cái đấy, cái chị, cái đứng ngồi đây em không nghĩ nó là chị em đâu. Tự nhiên mẹ cũng không nghĩ là chị em, mẹ cũng không nghĩ là không có em vợ. Đúng như là không có đâu, nhưng mà trời tại vì là bình thường này, không có chị đấy, nhìn kiểu tới con 2009 cái trẻ xuống rồi, tất cả là bố mẹ nó các thứ, cả nhà đều lùn, cái sau này nhìn nó cao thế. Chứ bình thường thôi. Chứ sao mà em trên cao mà sao? Nhưng mà đây nhìn nó cũng khác bọt với cả nhà luôn. Nhìn nó khác hơn nhiều. Nhà em không nghĩ được luôn. Thế thì mình nghĩ xem anh kim cao mà sao anh quyết tâm. Mà anh quyết tâm mà. Mà trong khi ấy cả bà, cả ông đều cao bằng nhau. Phải có một người gian khác trội như. Nhưng mà cái, như thế đấy là em thấy khác nha. Đây trong nhà không mẹ có lộn nhưng mà sao ta chả thấy trong nhà ta chả có ai lộn rất cao. Ba mấy bà cái bà chị là bậc cao nhất nữa giống như em ấy, ai cũng cao ngoài trừ mẹ em. Mẹ không là
Như vậy là mẹ tôi mò xong. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, video ngày hôm nay khi đi tôm mò cho các bạn xem. Tự nhiên anh Kiệt mà là mất chuyện đúng không? Anh Kiệt bảo không muốn nói thế nào nói anh Kiệt thì bảo là video nhiều thì nói thế sao lại cái nhằng lên. May là cái phòng này nó còn cách âm gì nhỉ? Cách âm từ trong ra ngoài nhé. Mình phải bảo anh Kiệt mà nói có tiếng nói mà nói nhiều này thì em nhưng mà rất tiếc là bây giờ không có tiếng hát để mà em cách âm này cách âm lại thôi thật cách âm từ bên trong ra ngoài thì thường là cách cả ngoài và trong hoặc là cả hai điều là cách âm với nhau không bình thường là cách cả ngoài cả trong hoặc là cách từ ngoài vào thôi rồi nó lại cách từ trong ra ngoài còn ở ngoài và trong thì nó vẫn bình thường trời ơi, ở trong không ở từ ngoài và trong nghèo có nữa. Thật lại nhưng mà không sao vì cái này mình cũng nói chuyện với nhau được à không nó không âm cả hai bên thì ấy đúng không anh âm cả hai bên ư thì em thấy nó cũng sướng cái này một cái âm tốt hơn hát thế bao nhiêu cũng chuyện chơi được như vậy video của mình vẫn không phải. Cái dây của mình nó cầm tiền đấy. Cái dây to này. Đúng rồi chứ. Mấy cái này kia cho nó phải kiểu mùa một nó vài hết nữa. Cứ vào đây thử xa làm gì ở ngoài kia cho mình nói chuyện nó có phải thoải mái hơn không anh nghĩ đi em nhưng mà mua cái gì được đúng rồi ăn vặt thôi. Mua mấy cái đùi gà các thứ anh kia anh quyết lại kỳ kiểu và mùi các thứ đấy nhỉ. Mùi kiểu như mua đùi gà về canh là bạn mùi đấy nhỉ. Nhưng là thôi đùi gà sốt các thứ thì mua mấy cái đấy anh kiểu gì cả anh chả bảo mùi vậy là mình tâm mà xong.